Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, phong trào xây dựng trường học sáng xanh sạch đẹp được ngành giáo dục huyện Tuần Giáo quan tâm, chú trọng. Các trường mầm non trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc sáng tạo môi trường giáo dục cho trẻ trải nghiệm. Trường mầm non Mường Mùn, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo là một trong những điển hình của phong trào này. Xây dựng trường học xanh sạch đẹp là một trong năm nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động. Bằng những cách làm sáng tạo, nhiều ngôi trường trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã giúp học sinh mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui, tạo cảm hứng học tập hiệu quả. Trường mầm non Mường Mùn được biết đến là một trong những mô hình trường xanh sạch đẹp được đầu tư chăm chút khéo léo, kỳ công. Tại ngôi trường này, từ sân trường đến những góc nhỏ đều được chăm chút bằng chính bàn tay của thầy cô và các em học sinh mỗi ngày. Một trong những giải pháp quan trọng được nhà trường thực hiện để xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn và thân thiện là nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác lao động, vệ sinh môi trường hàng tuần, tạo cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Với việc làm cụ thể này, mỗi một cô giáo là người gương mẫu nhất, là người đi tiên phong trong việc thực hiện phong trào xây dựng trường học sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện. Thực hiện chuyên đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng trường học mầm non lấy trẻ làm trung tâm, thì trong thời gian vừa qua, trường mầm non Mường Mùn đã tích cực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt cái việc xây dựng cải tạo môi trường lớp học và môi trường xung quanh nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn. Cảm nhận đầu tiên khi đến trường mầm non Mường Mùn của bất kỳ ai, đó là không gian rộng rãi, khang trang, sạch đẹp và thoáng đãng, được bố trí hợp lý theo từng khu vực cho học sinh hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập một cách khoa học, như các dãy phòng học rộng rãi, thoáng mát, được trang trí đẹp mắt, các phòng chức năng đầy đủ đồ dùng cho học sinh tham gia học tập, phòng thư viện với nhiều đầu sách cho học sinh tham gia xem sách, sân chơi rộng và vô cùng sạch sẽ. Trên sân trường, bố trí hệ thống cây cảnh xanh tốt, hoa nở rực rỡ tạo không gian vô cùng gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Chúng tôi cũng đã phối kết hợp với nhà trường, huy động phụ huynh là đóng góp những một số nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, ví dụ như là đá sỏi hay là một số đồ dùng mà phụ huynh không dùng đến như là chai nhựa, để tạo những đồ dùng, đồ chơi ngộ nghĩnh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tạo môi trường trong lớp là với những hình ảnh sinh động, tươi sáng để trẻ vui vẻ khi đến lớp ạ, để trẻ được tự do trải nghiệm và sáng tạo với những môi trường mà cô đã tạo ra. Một trong những giải pháp quan trọng được nhà trường thực hiện để xây dựng trường học trường sáng, xanh, sạch, đẹp là nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên sân trường. Cùng với đó, giáo viên thường xuyên nhắc nhở giáo dục các con biết gìn giữ vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi ra sân trường, cổng trường. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng và làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục, trao đổi với ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch trồng cây xanh, hoa, tiểu cảnh xung quanh sân trường, khu vui chơi để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và đáp ứng xây dựng môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, tạo cho phụ huynh niềm tin khi gửi con tới trường. Phụ huynh chúng tôi thường xuyên phối hợp cùng nhà trường để tạo môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện để sao giúp các em chúng tôi có một môi trường học tập tốt nhất, và chúng tôi cũng đóng góp những ngày công cùng nhà trường để tạo môi trường xanh, sạch đẹp ạ. Nhiều hoạt động cụ thể thiết thực được tổ chức tại trường mầm non như cô và bé cùng làm đồ chơi từ phế liệu, góc sáng tạo, vườn rau của bé, trường mầm non hạnh phúc. Những hoạt động này thu hút trẻ và cha mẹ trẻ tích cực hưởng ứng. Cuối tháng 10 vừa qua, nhà trường đã tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi với chủ đề Những viên sỏi kỳ diệu và tổ chức trò chơi vận động, chuyển bóng về đích và chơi tự do như chơi với bóng, sỏi, nước, cát, chăm sóc cây, ô ăn quan, làm bức tranh từ sỏi, hoa lá, hột hạt,
trang trí trang phục từ hột hạt, lá cây, hoa, chơi nhạc. Thông qua các trò chơi, giúp trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo ra đồ dùng, đồ chơi theo ý thích. Rèn kỹ năng vận động tay chân, kỹ năng quan sát, nhanh nhẹn, khéo léo, kỹ năng tự tin, mạnh dạn trong khi chơi, biết chơi liên kết giữa các bạn chơi ở các nhóm. Đồng thời, giáo dục trẻ biết trồng và chăm sóc, bảo vệ cây, biết chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi, biết nhường bạn, không xô đẩy bạn và biết lấy, cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường. Tôi luôn luôn cố gắng trau dồi những kiến thức để tạo cảnh quan môi trường, giúp thu hút trẻ đến lớp, giúp cho trẻ có một tư thế thoải mái khi đến lớp. Và cảnh quan môi trường của tôi thì thường là làm từ những nguyên vật liệu khác nhau, từ sẵn có từ địa phương. Thường thì huy động phụ huynh để phụ huynh quyên góp những nguyên vật liệu sẵn có để tôi tự tạo những đồ dùng đồ chơi cho trẻ để giúp trẻ có những trải nghiệm tốt nhất ạ. Khi đến lớp thì tôi cũng hướng dẫn trẻ phân loại rác để giúp trẻ biết phân loại các những rác có thể tái sử dụng được như chai lọ. Đấy là những thứ có thể tái sử dụng được để chúng tôi làm đồ dùng đồ chơi và giúp trẻ có những kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định, giúp cho môi trường xanh sạch đẹp. Tại các lớp học đều được các cô giáo thiết kế tạo nên môi trường học tập sinh động, hấp dẫn trẻ từ những nguồn nguyên liệu có sẵn với đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo vô cùng phong phú. Các cô giáo đã tạo nên một không gian học tập vô cùng sinh động, bắt mắt với nhiều màu sắc sặc sỡ. Lớp học đã thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai mà các em hào hứng đến học mỗi ngày, giúp trẻ thỏa sức khám phá, trải nghiệm. Với mục tiêu của trường Mầm non Mùng Mùn là mỗi ngày đến trường với các bé đều là một ngày vui. Ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên kết hợp cùng với phụ huynh. Thứ nhất là ngày giờ công, thứ hai đó là phụ huynh sẽ nộp những vật liệu sẵn có, những chai nọ này, ống tre này, vỏ sò này, tạo thành những vật liệu cho trẻ chơi và học tập. Làm sao để cho trẻ học tập trong một môi trường vui tươi và lành mạnh và phát triển tốt nhất đối với trường Mầm non Mùng Mùn của chúng tôi. Với sự nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, đồng thời cùng với các ban ngành đoàn thể, chính quyền xã, hội cha mẹ học sinh, đến nay, trường Mầm non Mừng Mùn đã có quang cảnh khuôn viên đảm bảo môi trường giáo dục, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, tạo được sự tín nhiệm và niềm tin với chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là phụ huynh học sinh, tăng tỷ lệ học sinh chuyên cần, để mỗi ngày trẻ đến trường là một ngày vui.